Xin mời cả lớp cùng đọc bài Tịnh Kiều Thiền. Sa kê ca mê cha rù kê Di si ca ra ta tê Chân ta vít kê Ni ma nê Di bê Rắc tê Cha gà mê Ta rù ba na gà nê Gê ha quá cùm hí kết tê Cùm ma cha yàng tu đề hoa Dana wisamye yakkayan kapana ya Ittanta sampiteyam Muniwara wachadam Sakawome sunantu Dhammat savanakalo Ayam padanta Dhammat savanakalo Ayam padanta Dhammat savanakalo Ayam Padanta Uttaratana Panama Namo Tassa Arahato Sammasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Tisaranena Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyami Dhammam Saranam Gacchami Dutiyami Dhammam Dutiyam Devi Sangham Saranam Gacchami Tatiyam Devi Buddham Saranam Gacchami Tatiyam Devi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyam Devi Sangham Saranam Gacchami Sinami Pada Tibata Vrana Shikha Padam Samariyari Adinna Dana Vrana Shikha Padam Samariyari Kanyai Shumitya Cha Vrana Shikha Padam Samariyari Usawada Vrana Sikkhara Samariyai Surame Rajamat Sattamadakara Vairamane Sikkhara Samariyai Dhammadasanaya Janagata Brahma Chaloka Tipati Sambhati Katam chale ati varam aya chatha sabriha satta parata nasya ikka deshe tu thamam anukam imam pacham sathamate vinayam chakayam sukam chabantam api thamma chamam aho tayam to Tarusacharantam Bhagavadhanaye Parishayamache Evam Samvati Rama Bhagavantam Ayyajatatuni Avayatam Buddho Karune Vasaya Parama Buddhaya Parena Vinyadayam Tato gato panancha vajarayo naye amanam paye sinhamato Tato kapu te samhuto anuna dhamma desanam Maka vasani si Asittakam jena sadhu ayyo Tay chê lúc mặt đầy sân hào
sabbayita parisaya anukampam pinkatave. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Tập thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thành khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc kính quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn thầy thế ngày đạo quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp nhưng cầu cho vị niệm pháp xin thiện nhân làm nghề dịch các lớp học và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe sự an vui và mọi thành tựu duy mạnh cho thầy đồng đạo. Ban tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học tập nghiêm túc tha thiết tiên tiến của các bạn tổ cộng đồng để duy trì lớp học. Cầu cho phước khí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả tiền hảo không bị đọa vào bốn đường ác đạo mà sự thành tựu chánh ý tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là 13, Chủ nhật 13 tháng 12 là buổi học 102. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong. Kính mời thầy Quang Hỷ lên lớp. Xin chúc tất cả các bạn có thêm một buổi học thật nhiều trải nghiệm và lợi lạc. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Xin chào tất cả quý vị. Nghe không? Alo, rõ không ạ? Alo, 1, 2, 3. Rồi, ok ha. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học về lộ trình tâm. Phần lộ ngũ, nói lộ ý, nói lộ ngũ ha. Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayāmi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi sammāsambuddhamatulaṃ Sat-sat-tham-ma-ganut-pa-mang Aphi-wa-li-ya-pha-sit-sang Aphi-tham-mat-pa-sang-khang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vi diệu pháp. Nam-mô-bhut-tha-ya Nam-mô-tham-ma-ya Nam-mô-sang-khang. Hôm nay chúng ta bắt đầu thì tiếp cái phần tuần rồi ha. Thì trước khi vào buổi học thì Triều sẽ post Pali lên, chúng ta cùng nhau đọc Pali để luyện giọng luôn ha, luyện Pali cho được tốt đẹp. Rồi, đọc bộ thầy dạ. Rồi, tất cả quý vị. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Đó là xin đọc bài. Nó nâu đo đa tiết quy thí chích tắp bá quát tiết ná vô tiến định xâm khởi phát xuyên của ý môn. Nó nâu đo rê bá ná giá bí quy hù ta mà làm ba ngàn a ba
tam a gat cha ti ta to ba ran a wan ya cha la na a no do ra vat cha na cha wa na wa sa me ta da ram ma na ba ka ni ba wa tam ti ta to ba ran a wan ya ba to A vi phù tề ba nà làm ba nề chá qua nà qua xà nề phá hoàn gà bà tát tồ qua hồ tí ná thí ta đà làm ba núp bà đồ tí trong ý môn một khi đối tượng sáng nhập vào đường bằng đường lối này tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan giá dao động ý môn hướng tâm và chá quan á chấm dứt sau đó chìm biến vào phá quan giá trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan giá sau khi luồng chá quan á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh quýt thí chích ta mí tì nê quá chích trúc ba đa Đa xê, bí ta, bí thà, rê, ná bá nát, thá, thê, ca chát, ta, lì, xá, bí phà, quá nệ, dê, á giá mát, thá, bá rí, tá, chá, quá ná, quà, rô, ba phương cách và 10 loại tâm thức khác nhau trong tiếng bình tâm được dạy, sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chavana Hụ. Dạ, xin chào thầy Kinh, xin chào cả lớp. Dạ, xin đọc dạ. Nhờ đồng trì post bài cho cô nha. Ta na vi thi chích tất ta quát tí na dược ná dồ tiến trình tâm an chỉ ấp ta na cha quá ná hòa lề ta ná quý phù tà quý phù tá thề đồ nắp thí ta thà ta đà làm ta nứt tà đồ chá trong phương cách diễn tiến của chá quá ná ấp ta na tuyệt đối an trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tá thá ni na nhà na sam pa yut pa ka ma wa cha cha wa na nang at tham nang anya ta gas ni ta vi kam mu pa cha ra mu lo ma go tra phu na me na cha tức khắc tùng tức khắc tu mê quá và giá thà cá măng úp bát chí tòa ni rút thề ni rút đề ta đã nằm ta á mề quá giá thà ra hằng chắc tu thành tần cha măng và chắc đi xá tí má hát giá ta lồ út ta á cha quá mề xuống giá thà chi mì hà ra quá xề ná dân kinh chí cha quá năng ấp ta nà vì thí mô ta á tí Ta tô ba rằng ấp ba na quá xà nề phá hoàng gá bà tô quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá ná thuộc dục giới, liên hợp với tri kiến, khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chặt tâm chuẩn bị, có ý cam má, cận hành út bá cha lá, thuận thứ, ăn muốn nồ má và kiểm tánh, rô trá phù, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng dạ con xin hết xin mời bạn kế tiếp ạ.
Xin chào thầy, xin chào các lớp. Con cũng xin hãy quay. Đoạn 2. Tathaso manasa gattawa chawana nantarang appana iso manasa gattawa padikam hitappa ubaikha sahagatta chawana nantarang ubaikha sahagattawa tathapi kusala chawana rằng cú sa la cha quan nam về quá hết thi mình cha sa la tát cha mắt về tí quý già cha quan nà ngàn ta rằng quý già cha quan nam a ra hát ta a lằng cha áp về tí ở đây tức khắc theo sau một cha quan nam mới thoại một cha quan nam Appanya sắp na được giới thoại ác sẽ khởi phát sau một cha quá ná đồng phát sanh giới thoại một cha quá ná Appanya liên hợp với thoại xã ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná Appanya thiện sẽ nói tiếp theo sau một cha quá ná thiện và trong trường hợp chứng ngộ Samapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả a la hán nói tiếp. Đồ tinh sát su khá tinh nhà hành đồ đá xuất phách khá và ba rằng su ki ta ri ya tô hát thá chá sâm phồn tí u bách khá ca. Sau tâm thiện có ba nhân thứ hề thứ cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã 12 loại 1 ngũ thiện sắc 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiện siêu thế. Sau ba tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại 4 thiền di tán sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xã có 6 loại tâm 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. U thức chắc na na si xét khà nào ca mắt tình nghe khi hề tu cầu khi hề tu cà mã phi gia tổ quý ta ra gà nằm ấp ba ngà a gia mê tha ma nô đò rề quỳ thí chít tắp ma vắt ti na dồ. Đối với hạng phạm nhân còn hạng còn phải tu tập xin khắc tâm quả ấp ba ngà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những gì không còn tham ái là sao tâm hành tục dục giới. Đây là phương cách diễn biến của tiến trình tâm phát sanh quả ý một. Dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào xin bài. Mano đồ rê quỳ thí chít tắp bá quá thí na na dồ. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đồ rê bà ná giá đi quý phù ta má lầm ba nằng a bát hằng a gát chát tí a gát chát tí ta tồ ba rằng phá hoàng gá chá lá ná ma nồ đò ra quá chá ná chá quá nà quá xà nề ta đà rầm ma ná bà cà ní ba quá tàn tí tồ rằng phá hoàng gá bà tồ á quý phù tề ba nà lầm ba nề
cha quá nà quá xe xà nề phá hoàng gá bà tồ quá hồ tí na thí bà làm ba nấp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối và sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng cha quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chít bà ní tì nề quá chít bà đà đá xề rì rí tà quỳ quý thà rề ná ba nề thề cá chá tá lì xà quý phà quá về á giá mề thà ba rí tà chá quá ná quà rồ. Ba hướng, ba phương cách và mười loại tâm khác nhau trong tiếng tình tâm được dạy sẽ được giải thích gần. Vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây và phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Dạ, kính tri ân thầy kinh, kính cảm ơn cả lớp đã lắng nghe. Cảm ơn Đông Triều đã bắt bài. Dạ con Long Triều kinh xin kính chào thầy kinh và xin kính chào cả lớp. Con xin đọc bài tiếp. Appana vì thi chích tát pavati na yo tiến trình tâm an chỉ. Appana chawana wa re pana vipu ta vipu tát về đồ nát thi tát thà tát đà làm ba nấp bà đồ chát. Trong phương cách diễn tiến của cha quá ná, appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tháp như nhà na sầm ba giúp tất cả mà quá cha lá cha quá nà nằng ắt thành nằng hành nhát ta lát mình ba lý cầm mút ba chà ra nú lô má gồ cha phù nà mê na cha tức khách tình tích khách tu mê quá quà yết thắc kha măng úp bách chí tòa mê lúc thề ta đa nằm ta ra mê quá cha thà ra hằng cha tức thằng bành cha măng quà chấp bì sa ti ma hát kata lo kutara cha wane su yatha phi ni ha na wase na yang kinh chi cha wa nang appana vi thi mô tarati tato ba rằng appana wasa ne pa wan yapa tu ba ho ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chawana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm pavikamma cận hành thuận thứ anuloma và chuyển tánh đồ chấp phù, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền
học theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, con đã đọc xong xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính lễ thầy kinh. Con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài ạ. Tathāso manasasahagata cawana nantarang appana biso manas sasahagata wabatikan kitab ba ubekha sahagata cawana nantarang ubekha sahagata wa tatha bikusala cawana nantarang kusala cawana je waheti mang cawala tajamap beti kriya cawana nanta rang kriya cawana arahata phalang cha abe ti. Ở đây tức khắc theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một trá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quá ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trá quá ná hành sẽ có một trá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Rất tình khu bắc buồn nhằng hà đòa đa sổ bách khác cả ba rằng su khi ta ya tổ át tha cha sầm phồn ti u bách khác cả. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề túc cắt liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, 4 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Buddhuchana nasakha nang ka ma buồn nhà ti hệ tu hộ tu tổ ti hệ tu cà mắc kriya tổ quy ta ra gà nặng áp ba nà ayame thamano đòa rề quỳ thi chi táp ba qua tina dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập c khác, tâm quả áp ba nà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã bớt bài. Dạ, con xin xuống mic kính cảm ơn thầy. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn à, con xin kính chào thầy kinh và dạ, con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Đông Triều. Mano đoà rề quỳ thí chít ta bao quá tí na dồ, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rề panayat
đi quy phụ tam mà làm ban năng a ba tham a gác cha tí ta tổ ba rằng ba quan ga cha la na ma nu đoà ra vát cha na cha wa na wa sa ni ta đà ram ma na ba ca ni pa wat tan ti ta tổ ba rằng ba quan ga ba tổ a quy phụ tề ba na làm ba nề cha wa na wa sa ni ba quan ra pa to wa hu ti nắp thi ta đà làm pa núp pa đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát thì chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và tra quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi nguồn tra quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chít tà ni tì nề quá chít tú bà đà đá xê rí tà quýt thà rê na bá nét thề các chát tà lì xá quý và quá dề á giá mét thá bá rít tá châu á ná quà rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Trá Quá Ná Phụ. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài. Con xin phép được xuống mic. Con kính nhân mic lại cho lớp ạ. À, xa thứ. À, giờ mời một vị lên đọc lại cái bài vừa rồi ha, lên trình bày lại cái bài vừa rồi cho rõ ràng. Ai lên mời lên nha, đọc rồi post bài đọc chậm chậm thôi, cho post bài lại cho quý vị dò lại cho chính xác ha. Rồi ai lên thì giơ tay nha. Con cũng xin đọc lại bài trước. Bài trước là bài lộ ý nói tiếp luận nhãn môn. Lộ ý nói tiếp luận nhãn môn tức là cái cách lộ ý nói tiếp theo luận ngũ. Vấn đề đó là bắt cảnh qua năm môn. Cái sự diễn tiến của lộ ý sau khi mà bắt cảnh qua năm môn thì nó như thế nào? Lộ ý nói tiếp theo luận nhãn môn có bốn lộ. Lộ thứ nhất là lộ nói tiếp, thứ hai là lộ thu gom, thứ ba là lộ định nghĩa, thứ tư là lộ định danh. Lộ nói tiếp ta chi ta ga ha na quỳ, tức là lộ bán lấy nói tiếp theo lộ trước. Khi lộ nhãn môn diệt thì lộ nối tiếp sanh nối tiếp theo sau. Giữa hai lộ này có hàng ngàn hàng trăm nghìn các sắc na hậu kiếp sanh diệt. Cảnh sắc trong lộ nhãn môn đã diệt trở thành cảnh sắc quá khứ, nó khởi lên qua ý môn tầng lộ nối tiếp này không có hậu kiếp dụ quả. Tầng lộ nó gồm hậu kiếp cúng đồng, hậu kiếp chức dòng, kháng ý môn, cộng bảy động lực dục giới. Nếu lộ nhãn môn có na cảnh, tức là cảnh rất lớn thì có na cảnh, thì lộ ý nói tiếp cũng có na cảnh, và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh cực rõ, bởi vì có na cảnh. Nếu lộ nhãn môn không có na cảnh, tức là cảnh lớn,
Thì Lộ nói tiếp, chỉ đến động lực rồi trở về hồn kiếp căn bản và cảnh sắc quá khứ. Ở lộ này là cảnh rõ, đây là pháp thực tính chứ không phải là lý thuyết vân vân. B. Lộ thu gom. Sa bồ há quỳ thí, đường góp lại. Khi lộ nói tiếp diệt đi, lộ thu gom sanh khởi tiếp theo. Giữa hai lộ có hàng ngàn, hàng trăm ngàn hậu kiếp sanh khởi, rồi mới tiếp đến một tâm lộ ý môn khác sanh lên để thu gom cảnh sắc quá khứ. Tâm lộ gồm hậu kiếp, hậu kiếp hướng động, hậu kiếp dứt dòng, kháng ý, cộng bảy sắc na động lực. Nếu cảnh cực rõ thì có na cảnh, có hai sắc na na cảnh, rồi tâm lộ lại trở về hậu kiếp. Thứ ba là lộ định nghĩa. Á tháp, á tháp, á há, á quỳ thí. Khi lộ thu gom cảnh diệt đi, lộ định nghĩa sinh khởi tiếp theo sau. Trải qua hàng trăm ngàn hậu kiếp liên tiếp, sau đó là lộ định nghĩa đã chắc. Đến giai đoạn này thuộc về chế định pháp, tức là pháp cực đế. Thì lộ tâm gồm hậu kiếp rung động, hậu kiếp dứt dòng, kháng ý, cộng bảy sắc na động lực. Bảy sắc na động lực đây chỉ bắt cảnh chế định pháp, tức là cảnh giả. Ở tâm độ này, dù cảnh cực rõ hay là rõ cũng không có na cảnh, vì cảnh ở đây thuộc chế định pháp tăng nhất tí, nên không có cảnh thực tính pháp. Do đó tâm động lực không níu kéo cảnh. Thứ tư, lộ định danh, đặt tên na mắt, na mắt khá giá quỳ thí. Một lộ tâm khác xuất hiện để định danh cảnh sắc. Giữa hai lộ cũng có hàng trăm hàng ngàn hộ kiếp. Lộ này có nhiệm vụ đặt cho cảnh sắc một cái tên thích ứng với ngoại hình. Tên này đã từng biết, nên lộ này có tên là lộ định danh, tức là đặt tên cho vật thấy. Tâm lộ gồm hộ kiếp, rung động, dứt dòng, kháng ý, cộng bãi, cha quá ná, cộng hậu kiếp. Do bắt cảnh nhân chế định nên không có na cảnh. Đó là tóm tắt cái bài học phía trước. Bài học hôm nay thì thầy sẽ dạy tiếp theo là lộ ý, nối tiếp lộ nhĩ môn. Xin hát. Chậm xíu cho Triều nó bỏ xong cái phần này nha, rõ ràng ha. Không biết có cần một người đọc nữa không quý vị? Có cần ai lên đọc thêm lần nữa cho nó rõ ràng không? Cái bài này cũng khó ha. Rồi mời cô Dung ha, cô Dung đọc lại lần nữa cho rõ ràng. Dạ, con kính đảnh lễ thầy. Dạ, con xin đọc lại ạ. Bài học ngày 6 tháng 12 năm 2020, lộ ý nối tiếp lộ ngũ, là cách lộ ý nối tiếp theo lộ ngũ môn. Đó là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt và lộ thân môn, cảnh quan năm môn, rồi lộ ý nối tiếp. Một, lộ ý nối tiếp lộ nhãn môn. Nhãn môn xanh bắt cảnh sắc. Lộ ý xanh có bốn lộ. Ati tagahanawi thi là lộ nối tiếp. Lộ thứ hai là samu hagahanawi thi là lộ gom thu. Lộ thứ ba là athagahanawi thi là lộ định nghĩa. Lộ thứ tư là namagahanawi thi lộ định danh. A, lộ nối tiếp
tì ta ga ha na quỳ thí a tì tá là phía trước, ga ha na là bám lấy, a tì ta ga ha na quỳ tí là lộ bám lấy, nối tiếp theo lộ trước. Khi lộ nhãn môn diệt, lộ nối tiếp xanh nối theo sau, giữa hai lộ có hàng ngàn hàng trăm ngàn các sát na hộ kiếp xanh diệt. Càng nhiều sát na hộ kiếp thì cảnh càng yếu. Cảnh sắc trong lộ nhãn môn đã diệt trở thành cảnh sắc quá khứ, nó khởi lên qua ý môn, nên tâm lộ nối tiếp này không có hộ kiếp vừa qua. Tâm lộ là hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ý và bảy trá quá ná. Dục giới xanh là cảnh sắc dục giới nối tiếp theo lộ ngũ dục giới. Nếu lộ nhãn môn có na cảnh thì lộ ý môn cũng có. Nếu lộ nhãn môn có na cảnh thì lộ ý nối tiếp cũng có na cảnh. Và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh cực rõ vì có na cảnh. Nếu lộ nhãn môn không có na cảnh thì lộ nối tiếp chỉ đến động lực rồi trở về hộ kiếp căn bản. Và cảnh sắc quá khứ ở lộ này là cảnh rõ. Cái B là lộ thu gom. Samu hắc ga ha na quỳ tí. Samu ha là gom góp lại. Khi lộ nối tiếp diệt đi, lộ thu gom sanh khởi tiếp theo. Giữa hai lộ có hàng ngàn hàng trăm ngàn hộ kiếp sanh, rồi mới tiếp đến một tâm lộ ý môn khác sanh lên để thu gom cảnh sắc quá khứ. Tâm lộ là rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy trá quá ná rồi trở về hộ kiếp. Nếu cảnh cực rõ thì có na cảnh, rồi tâm lộ trở về hộ kiếp. C. Lộ định nghĩa. Át thắc gá ha ná quỳ tí. Khi lộ thu gom cảnh diệt đi, lộ định nghĩa sanh khởi tiếp theo sau, trải qua hàng ngàn hàng trăm ngàn hộ kiếp. Liền tiếp theo là lộ định nghĩa cảnh sắc. Đến giai đoạn này thì thuộc về chế định pháp, là pháp tục đế. Lộ tâm là rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy trá quá ná, thuộc về chế định pháp. Ghi chú, ở tâm lộ này, dù cảnh cực rõ hay rõ cũng không có na cảnh, vì cảnh ở đây thuộc chế định pháp nên không có cảnh thực tính pháp, do đó tâm động lực không níu kéo cảnh. D. Lộ định danh. Nối tiếp theo lộ định nghĩa, một tâm lộ khác khởi lên để định danh cảnh sắc. Lúc này có thể gọi là chiếc xe hay nhà. Giữa hai lộ này cũng có hàng ngàn hàng trăm ngàn hộ kiếp. Lộ này có nhiệm vụ đặt cho cảnh sắc một tên thích ứng với theo ngoại hình. Tên này đã từng biết nên lộ này có tên là lộ định danh. Tâm lộ rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy trá quá ná vào hộ kiếp. Bắt cảnh danh chế định nên không có na cảnh. Dạ, đó là phần bài trước. Bài hôm nay là lộ ý nối tiếp lộ nhĩ môn ạ. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic. Dạ, kính tri ân thầy, kính cảm ơn đông triều. Ai, xa thứ. À, như vậy chúng ta học xong lộ ý nối tiếp lộ nhãn môn. À, giờ mình tiếp theo là số 2. Lộ ý nối tiếp lộ nhĩ môn. Lộ ý nối tiếp lộ nhĩ môn. A nhỏ là lộ nối tiếp. A nhỏ lộ nối tiếp. A tì ta gá ha na gá ha na quý thi gá ha quỳ thi. A tì ta gá ha na quỳ thi lộ nối tiếp. Rồi. Tức là bắt đầu nhiễm lộ nhĩ môn sanh lên, tức là khi mà nghe âm thanh thì cái lộ tâm được gọi là lộ nhĩ môn nó phát sanh. Thì nó phát sanh sau đó là lộ nối tiếp, là nối theo sau là lộ nối tiếp này được gọi là lộ ý, rồi lộ ý nối tiếp ha. Ý nối tiếp sau lộ nhĩ môn. Thì mình ghi là khi lộ nhĩ thức diệt. Khi lộ nhĩ thức diệt. Phải. Khi lộ nhĩ thức diệt phải hộ kiếp sanh
chấm 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 à, xanh hàng loạt ha, hội kiếp ha, hội kiếp xanh chấm chấm chấm, lộ nối tiếp xanh sao, lộ nối tiếp xanh nối theo sao, lộ nối tiếp xanh nối theo sao. Tức là khi mà có một cái âm thanh nào đến tiếp xúc vào cái thần kinh nhĩ thì bắt đầu có tâm lộ thuộc về nhĩ thức sanh. À, khi nhĩ thức nó sanh lên một loạt cái tâm nó phát sanh lên thì nó diệt. Khi nó diệt xong là hộ kiếp sanh, và sanh liên tục hàng ngàn, hàng trăm ngàn hộ kiếp không? À, thì khi hộ kiếp sanh đầy đủ sức của nó xong nó diệt đi thì lộ nối tiếp sanh sao? À, lộ nối tiếp sẽ sanh nối tiếp theo cái lộ nhĩ thức này. À, đó là cái lộ nối tiếp mà thuộc về lộ theo cái nhĩ thức. Rồi xuống dòng mình gạch đầu dòng cái, hoặc là đánh cái bông đầu dòng cái. Âm hưởng cảnh thinh quá khứ xâm nhập vào dòng tâm. Âm hưởng cảnh thinh quá khứ xâm nhập vào dòng tâm. À, tức là khi mà lộ nhĩ thức sanh bắt âm thanh diệt xong rồi cái âm hưởng của cái âm thanh đó, đó là, thì cái này thuộc về quá khứ là nó qua rồi, nó qua cái lộ nhĩ thức ha, thì nó nhập vô dòng tâm thuộc về lỗi. À, thì lúc này là âm thanh nó đi vào trong cái lỗi môn. Rồi xuống dòng đánh cái bông ngoài dòng, âm hưởng sóng âm như tiếng chuông ngân. Âm hưởng sóng âm như tiếng chuông ngân, tiếng nhạc, tiếng tụng kinh, chấm 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 chấm. Khi ấy lộ nối tiếp khởi lên. Sống chứ không phải sống nha, sống, sống, cái sống âm chứ không phải là sống. Cái sống âm thanh á, tức là cái âm hưởng sẽ lên thì cái sống âm đó, à, à, như cái tiếng chuông mình gõ cái bon, cái sống âm nó đi sanh diệt liên tục ha, nó đi vào trong cái dòng tâm thức của mình. À, thì khi mà nó qua cái lộ nhĩ thức xong thì cái lộ nó tiếp, nó sanh khởi, nó bắt cái sống âm đó. Cũng giống như mình đàn, mà mình đàn cái thì ngay lúc đó thì cái âm thanh nó tạo ra sóng âm, à, nó tạo ra sóng âm, nó đi vào trong cái lỗi môn. Được chưa? Sửa lại xíu đi cho nó lộn xào. Rồi ha. Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm, tâm lộ hộ kiếp rung động và chữ R ha, hộ kiếp rung động R. Rồi, hộ kiếp dứt dòng là chữ D. Kháng ý môn K với lại chữ Y, kháng ý môn. Rồi bảy sắc na động lực, bảy sắc na. Rồi tức là cái lộ tâm bắt đầu nó diễn tiến là như vậy. Nó sau cái lộ nhĩ môn thì phát sanh là lỗi môn, họ kiếp rung động, dứt dòng, kháng môn, bảy sắc na động lực phát sinh. À, đó là cái vấn đề mà nó diễn tiến, à, được tính vào cái lộ ý. Nói tiếp, rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, hai sát na na cảnh. Nếu tâm lộ nhĩ môn có na cảnh, hai sát na na cảnh, nếu tâm lộ nhĩ môn có na cảnh, và cảnh trong lộ này là cảnh cực rõ, rồi trở về hậu kiếp. Hai sát na na cảnh, nếu tâm lộ nhĩ môn có na cảnh, và cảnh trong lộ này là cảnh cực rõ, rồi trở về hậu kiếp.
tức là ý ở đây là nói rằng nếu mà cái trong cái tâm lộ nhĩ môn á, mà nó phát sinh có na cảnh á, tức là cảnh rất lớn, thì khi mà nó đi vào trong cái lộ nhĩ môn nói tiếp này đó, thì cái cảnh đó tức là cảnh cực rõ, nó cũng có hai na cảnh luôn, và sau hai na cảnh là nó trở về hậu kiếp, tức là hậu kiếp cũng động dứt dòng khả nghi môn bảy sắc na lõng lực, rồi thêm hai cái na cảnh nữa, rồi mới trở về hậu kiếp lại. Thì vậy đó là cái sự diễn tiến của lộ nối tiếp, tức là lộ ý nối tiếp lộ ngủ, qua cái sự diễn tiến là bắt lấy cái sóng âm thuộc về âm thanh. Đó là cái vấn đề thứ nhất, là A là lộ nối tiếp. Tuấn mạng yếu quá hả? Mạng yếu không đổi mạng cho mạnh lên, ngồi nó là rên. Mua cái mạng mạnh lên chứ. Rồi B, lộ thu gom. Lộ thu gom. Samu hắc gahana quỳ thí. Lộ thu gom. Samu hắc gahana quỳ thí. Cái gì chắc kịp chưa? Alo. Lộ thu gom, thu gom. Sau lộ nối tiếp phải hộ kiếp sanh chấm 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 phải lộ thu gom sanh theo sao? Sau lộ nối tiếp phải hộ kiếp sanh chấm 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 phải cái lộ thu gom sanh theo sao? Rồi, tức là sau khi cái lộ nói tiếp sanh rồi á, nó diệt đi, thì hộ kiếp sanh lên liên tục ha, liên tục hàng trăm hàng ngàn sát na hộ kiếp thì nó sanh lên, trăm ngàn cũng có luôn sanh lên. Rồi sau đó lộ thu âm sanh ra sao, thì lộ thu âm này cũng thuộc về lỗi, nó sanh lên theo, tiếp theo là nó thu gom cái cảnh đó. Thì như vậy khi mà lộ nói tiếp sanh lên, cái là lộ nhĩ môn, xong cái tới lộ thu gom nó sanh theo liên tục như vậy. Rồi xuống dòng phận sự hai chấm, thu vén cảnh thinh quá khứ, thu vén cảnh thinh quá khứ qua âm hưởng di sóng của cảnh thinh. Sống nghe sống, nghe sống âm nha. Thu vén cảnh thinh quá khứ qua âm hưởng di sống của cảnh thinh. Rồi, tức là cái phận sự của cái lộ thu gom này đó, là nó thu vén cái cảnh âm thanh mà nó đã sanh lên quá khứ. Khi âm thanh sanh lên qua lộ nhĩ môn, thì bây giờ qua lộ nói tiếp, rồi cảnh này, cái lộ tâm này nó mới thu vén cái cảnh đó, tức là thu gom cái âm thanh đó qua cái di sóng, tức là cái sóng âm của cảnh thinh đó. Thì như vậy đó là phận sự của nó. Rồi tâm lộ hai chấm, tâm lộ đúng rồi, tâm lộ hai chấm, hộ kiếp rúng động là R, hộ kiếp rúng động R. Hậu kiếp dứt dòng là chữ D. Kháng nghi môn K1. Bảy sát na động lực di, chứ không phải vi. Di thì di chuyển, tức là sóng âm di chuyển, thì chuyển sóng,
cái vi sóng kia là cái lò vi sóng à, là microwave nha. Rồi, tức là cái lỗ thu gom này nó cũng diễn biến như vậy, tức là lỗ thuộc về lỗ ý, tức là hậu kiếp rung động, dứt dòng, kháng nghi môn, bảy sát na động lực phát sanh. Thì như vậy nó làm gì? Thật sự là nó thu gom cảnh, nó vén cảnh, thu gom cảnh, à, thu gom cái âm thanh đó. À, thì khi mà chúng ta nghe một cái âm thanh nào đó thì nó phải diễn tiến qua như vậy, tức là phải nối tiếp cái lỗ ngủ, rồi xong mới tới là thu gom cái cảnh thinh đó. À, đó là cái vấn đề mà sự diễn tiến của tâm nó đi từng tự di tiến như vậy ha. Rồi xuống dòng, đánh qua thị đầu dòng, hai sắc na na cảnh hai chấm. Nếu hai lỗ trước có na cảnh, hai sắc na na cảnh hai chấm. Nếu hai lỗ trước có na cảnh, nếu hai lỗ trước có na cảnh và cảnh ở lỗ này là cảnh rất rõ, và cảnh ở lỗ này là cảnh rất rõ, rồi trở về hậu kiếp, rồi trở về hậu kiếp. Thì như vậy đây ta nói về hai sắc na na cảnh. Nếu mà hai lỗ trước có na cảnh, à, tức là nối tiếp lỗ thu gom, à, nếu hai lỗ là na cảnh thì lỗ này là cảnh thuộc về cảnh rất là rõ, rồi trở hộ kiếp. Nắm được chưa? Bây giờ ghi rõ chưa? Để coi là cái chỗ này chút xíu. Rồi, đúng rồi. Tức là ý ta nói chung là khi mà có na cảnh thì những cái lộ đi theo sau là phải có na cảnh giống như nhau ha. Tức là hai sắc na cảnh trước mà hai lộ trước, tức là lộ nhĩ môn và lộ nối tiếp có na cảnh, thì lộ này là lộ thu gom cũng có na cảnh, vì cảnh đây thuộc về cảnh rất rõ và nó sẽ trở về hồi kiếp lại khi hai na cảnh này diệt đi. Thì như vậy đó là diễn tiến của lộ thu gom, tức là tiếp nối tiếp xong rồi thu gom cái cảnh đó. Là cảnh đây thuộc về âm thanh. Rồi tiếp theo C, lộ định danh. Lộ định danh. Na mắt cá ha na quỳ thí. Na mắt cá ha na quỳ thí. Lộ định danh. Cái dòng mình ghi ha, khác với lộ ý nối lộ nhãn môn, khác với lộ ý nối lộ nhãn môn, phải ở đây lộ định danh lại xuất hiện trước lộ định nghĩa, tức là nó khác với cái lộ nhãn môn. Tại sao mình phải học lộ nhĩ môn nó riêng là như vậy? Bởi vì lộ nhãn môn nó là định nghĩa trước rồi mới tới định danh, nhưng mà với lộ ý môn, lộ nhĩ môn này thì lộ nói của nó là sẽ là ở đây sẽ là định danh trước rồi mới định nghĩa sau. À, đó là cái vấn đề ha, chúng ta sẽ được biết ha. Rồi xuống dòng, đánh cái bông vào dòng, lộ thu gom diệt phải, tiếp sau là hộ kiếp chấm 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 chấm, lộ định danh theo sao. Lộ thu gom diệt phải, tiếp sau hậu kiếp chấm 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 chấm, lộ định danh theo sao. Rồi, tức là khi mà lộ thu gom nó làm phần sự nó xong, diệt
thì sau đó hộ kiếp xen vô giữa, xen vô em sanh tới sau đó mới lộ định danh, nó nói tiếp theo, nói tiếp theo để mà nó định danh được cái âm thanh đó. Thì giờ xuống dòng phận sự hai chấm. Một tâm lộ sanh lên, đặt cho âm thanh quá khứ một tên gọi. Một tâm lộ sanh lên, đặt cho âm thanh quá khứ một tên gọi thích ứng theo tính cách thế tục. Một tâm lộ sanh lên, đặt cho âm thanh quá khứ một tên gọi thích ứng theo tính cách thế tục. Đấy. Một tâm lộ sanh lên, đặt cho âm thanh quá khứ một tên gọi thích ứng theo tính cách thế tục. Vậy như tiếng người, tiếng thú, tiếng gió, tiếng nhạc, vân 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 vân. Là cái phận sự của cái lộ tâm này, tức là cái lộ tâm định danh này, tức là khi mà âm thanh nó sanh lên qua những cái diễn tiến của những lộ nối tiếp, rồi lộ thu gom, rồi đây là lộ định danh, tức là nó bắt đầu nó định danh liền cái âm thanh đó. Cái âm thanh nó sanh lên thì nó này là tiếng người hay là tiếng thú, tiếng gió hay là tiếng của tiếng nhạc vân vân, thì phận sự trước tiên nó là nó định danh cái đó trước, nó khác với lại cái lộ về ý nói sao lộ nhãn, nó khác đó. Bởi vì ở đây nó là định danh cái âm thanh đó liền. Ví dụ nghe tiếng người là nó định danh là tiếng người liền, nó xác định là tiếng người, tiếng nhạc, tiếng gió thì nó định danh liền. Rồi như vậy là cái phận sự của cái lộ định danh. Rồi tâm lộ hai chấm. Hộ kiếp rúng động R dứt dòng D kháng y môn KY bảy sắc na động lực, bảy sắc na động lực. Rồi xuống dòng đánh cái bông rồi dòng không có na cảnh vì nhận chế định làm cảnh, không có na cảnh vì nhận chế định làm cảnh. Rồi tức là ở đây là cái lộ tâm này là lộ tâm định danh, và khi nó định danh thì nó đặt ra một cái, nó định một cái tên đó thì thuộc về chế định pháp, cho nên ở cái lộ này không có na cảnh được. À đây là cái vấn đề chúng ta cần phải biết ha. Rồi đó là cái thuộc về cái lộ định danh. Rồi xuống dòng chữ D nhỏ là lộ định nghĩa. Lộ định nghĩa ách thắc gá há ná quỳ thí. Lộ định nghĩa ách thắc gá há ná quỳ thí. Rồi sau khi định danh xong nó đi tới lộ định nghĩa ha. Thì giờ xuống dòng lộ định danh, lộ định danh cảnh thinh diệt, lộ định danh cảnh thinh diệt. Đấy, hộ kiếp chấm 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 chấm, lộ định nghĩa sanh theo sao, lộ định danh cảnh thinh diệt chấm chấm, hộ kiếp sanh chấm 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 chấm, lộ định nghĩa sanh theo sao. Nó cũng vậy ha, tức là khi mà lộ định danh sanh lên một loạt cái lộ định tâm nó phát sanh ha, thì nó diệt đi, thì hộ kiếp sanh lên liên tục hộ kiếp, rồi sau đó lộ định nghĩa nó mới sanh ra sao. Thì đó là cái vấn đề tiếp theo chúng ta học là lộ định nghĩa. Rồi xuống dòng lộ định nghĩa hai chấm,
Chéo gạch đầu dòng lộ định, cái bông đầu dòng lộ định nghĩa hai chấm. Đặt ý nghĩa cảnh thinh ấy, đặt ý nghĩa cảnh thinh ấy chấm. Lộ này có phận sự nhận diện ý nghĩa của cảnh thinh. Lộ này có phận sự nhận diện ý nghĩa của cảnh thinh. Như sự vang này phải, sự ra lệnh phải, sự hờn giỏi chấm 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 chấm. Rồi, tức là cái lộ định nghĩa này á, nó làm cái phận sự là nó nhận diện cái ý nghĩa của cái âm thanh đó. À, ví dụ như một người đó, người ta nói là cái gì đó, thì khi người ta nói cái đó thì trước tiên nó định danh đó là tiếng nói thế, thì sau đó là nó mới định nghĩa cái sự nói đó, thì nói nó là cái gì, à, nói là văn sinh hay là nói ra lệnh hay là giận dỗi hay là nói một cái vấn đề đó, thì lúc này nó sẽ định nghĩa cái lời nói đó. À, đó là cái vấn đề mà lộ định nghĩa nó làm việc trong cái lộ định tâm này. Thì như vậy cái lộ định nghĩa cho chúng ta biết là nó đặt cái ý nghĩa cảnh thinh đó là lên một cái ý nghĩa gì như thế nào thì nó thấy được cái đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nghe một cái âm thanh phát sanh thì mình biết cái âm thanh nó thuộc về cái gì. Chẳng hạn như tiếng đàn, à, tiếng đàn thì sanh lên rồi nó lúc này nó mới định nghĩa được cái tiếng đàn đó như thế nào thế nào. À, tiếng đàn đó là guitar hay là đàn violin hay piano, tiếng đàn nó thuộc về bài nhạc gì gì ha, thì lúc này là nó sẽ định nghĩa cái âm thanh đó. Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm. Hộ kiếp rung động R, viết dòng D, khả nghi môn K, Y, bảy động lực. Đây, đúng rồi. Tức là nó cũng giống như mấy kia hết ha. Rồi xuống dòng, gánh bông rồi dòng. Không có na cảnh. Không có na cảnh. Vì chế định. Vì là chế định pháp. Không có na cảnh vì là chế định pháp. Rồi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta học về cái lộ định nghĩa. Thì trong những cái vấn đề này không quý vị có nắm được hết không ạ? Lộ nói tiếp, lộ thu gom, lộ định danh, lộ định nghĩa qua cái vấn đề âm thanh. Thì quý vị như thế nào, cảm nhận như thế nào, hiểu chưa? Nắm được không? Alo. Rồi ha, ok, xả thấu. Rồi xuống dòng ghi nhận hai chấm. Ghi nhận hai chấm. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Thực tế phức tạp hơn nhiều, phải. Từ lộ này sang lộ khác được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thực tế phức tạp hơn nhiều, phải. Từ lộ này sang lộ khác được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đó, tức là trên cái thực tế đây là người ta giảng cho mình thấy, dạ cho mình biết là nó sự diễn tiến nó đi thứ tự như vậy, nhưng mà trên thực tế thì nó rối rắm ghê lắm.
nó đi từ lộ này sang lộ khác, tức là thí dụ như từ lộ nối tiếp mà sang cái lộ thu gom, hoặc là từ thu gom rồi sang lộ định nghĩa, rồi nghĩa sang định danh, thì không phải là một lộ nó chuyển qua liền, mà nó phải trải, nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, và nó tạo nên một cái dòng tâm thức rất là chăng dịch, nó là rất là nhanh lẹ, rất là khó mà chúng ta mà có thể hiểu bắt được. Cho nên khi mà mình biết được cái sự diễn tiến của dòng tâm thức này đó, nó đi từ cái khởi đầu của nó là bằng do cảnh tác động, chẳng hạn như âm thanh tác động đi vào lộ nhĩ môn, rồi từ đó mới phát sinh hàng loạt những cái lỗi nó tiếp liên tục như vậy, hàng triệu 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 cái lỗi từ tâm. Thì như vậy chúng ta nên phải hiểu được cái vấn đề này, và khi chúng ta đi vào pháp hành về tứ niệm xứ thì chúng ta phải nên biết là cái lộ tâm mình nó sẽ diễn tiến như vậy, tức là không có đơn giản như mà mình bắt được pháp thực tính. Bởi vì khi mà bước qua cái lộ này, lộ định nghĩa định danh này, là nó bắt cái pháp chế định rồi, nó rơi qua cái vấn đề chế định rồi, thành ra chúng ta phải cẩn trọng trong cái vấn đề mà mình có chừng mình lầm là mình đang ở trong cái pháp thực tính. Đó là cái vấn đề, chẳng hạn như giờ chúng ta nói như mình niệm phòng xẹp, phòng xẹp, quan sát phòng xẹp, thì khi mình quan sát mình thấy phòng xẹp là nó qua chế định tốt rồi, không, nó qua phần chế định rồi. Mà khi phần chế định đó, thì khi mình bắt cảnh chế định thì không phải là đối tượng của tứ niệm xứ, vấn đề phải rõ ràng cho không, tức là khi mình hành tứ niệm xứ, cái đối tượng để mà đúng thật sự của tứ niệm xứ là phải là cảnh chân đế chứ không phải cảnh chế định được. Cho nên khi mà mình nắm được cái vấn đề, mình hiểu được cái lộ trình tâm rồi, mình sẽ mới biết được mình đang ở đâu. Lúc mình đi vô hành mới biết mình đang ở đâu. Thì cho nên chúng ta đừng vội vã mà nói rằng mình đã đang thành tứ niệm xứ ha. Tứ niệm xứ không có dễ mà chúng ta bắt được đâu, chúng ta phải có sự nhạy bén ghê lắm, cái tâm mình nó phải lẹ, cái trí tuệ mà nhanh lắm nó mới bắt được cái pháp thực tính. Cho nên đây là vấn đề chúng ta cần phải biết, thực tế nó đi từ cái lộ ngủ mà nó đi qua lộ ý, mà để nó định nghĩa định danh được là nó qua, bắt đầu nó rớt qua cái vấn đề tục đế rồi. Đây là cái vấn đề thứ nhất là chúng ta cần phải ghi nhận. Rồi xuống dòng rồi dòng với cảnh thinh càng phức tạp, với cảnh thinh càng phức tạp, lộ thu gom sanh khởi càng nhiều lộ hơn. Với cảnh thinh càng phức tạp, lộ thu gom sanh khởi càng nhiều lộ. Tức là cái âm thanh đó, nó phát sanh rất là phức tạp, nó tạo ra nhiều âm, tạo ra nhiều thứ để mà nó gom được cái cảnh đó, cho nên phát sanh rất là nhiều lộ. Rồi xuống dòng có đặc biệt cái ha, gạch đầu dòng cái không có lộ thu gom khi chỉ có đơn âm, không có lộ thu gom khi chỉ có đơn âm. Tức là khi mà âm thanh phát lên một cái âm thanh đơn giản duy nhất, một âm thanh thì không cần có lộ thu gom này, và nó định danh liền, định danh định nghĩa liền, vì nó đơn giản, nó không có gì quan trọng. Nhưng mà nhiều âm thanh mà liên tục thì chúng ta cần phải có thu gom liên tục hàng trăm hàng ngàn lỗ thu gom để mà nó gom cảnh lại, rồi sau đó nó mới định danh là định nghĩa được. Rồi xuống dòng, bốn lỗ trên là cơ bản, đôi khi có trường hợp nhiều hơn tùy theo cảnh. Bốn lộ trên là cơ bản, đôi khi có trường hợp nhiều hơn tùy theo cảnh. Tức là bốn cái lộ mà trên là diễn biến mà chúng ta học từ lộ nối tiếp, rồi lộ thu gom, rồi lộ định danh, rồi định nghĩa, tức là đây là tôi nói là căn bản như vậy. Nhưng mà nhiều trường hợp có những cái cảnh phức tạp hơn, cho nên nó phải có những cái trường hợp là vượt ngoài trong vấn đề nữa. Đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy đối với cái sự diễn tiến của lộ tự tâm, nó tạo cho chúng ta những cái sự mà rất là
đặc biệt ha, rất là sâu sắc, rất là chi tiết, để mà khi mà chúng ta biết được một cái gì đó thì nó trải qua không biết bao nhiêu triệu lộ trình tâm, và những cái lộ trình tâm nó diễn tiến, nó có một cái logic, nó có một cái sự tuần tự, là chứ không phải là đùng cái là mình nghe, đùng cái là mình biết, đùng cái là mình thấy, nó không có đơn giản như mình tưởng như vậy. Cho nên khi mình học, mình hiểu được cái chi pháp nó sẽ diễn tiến như vậy, thì chúng ta không còn bị mê lầm, chúng ta không còn bị rơi vào trong cái tưởng điên đảo, chúng ta không còn bị rơi vào trong những trường hợp là ngộ chấp, mình bị ngộ, mình ngộ nhận như cái vấn đề. Khi mình hiểu như vậy thì chúng ta đi vào pháp hành rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Chúng ta ngồi hành thiền hoặc là chúng ta đi kinh hành, làm bất cứ gì, những sự kiện phát sinh, chúng ta bình tĩnh, bình thản để mà mình nhận thấy, nhận chân lại sự thật. Chứ không chúng ta dễ bị rơi vào trong cái tình huống coi như là bắt cảnh giả mà làm thành cảnh thật, nó bị rơi vào trường hợp đó. Cho nên đây là cái vấn đề mà cái sự lợi ích của cái pháp học là cái chỗ đó. Cho nên làm gì là muốn đi vào pháp hành, chúng ta cần phải có pháp học cơ bản vững chắc. Rồi khi chúng ta có pháp học cơ bản rồi, chúng ta đi vào pháp hành đó, càng lúc chúng ta hành nó càng đi sâu vào, thì lúc đó nếu mà mình không có pháp học thì mình không biết mình đang nằm đâu, và mình sẽ bị lầm tưởng rất là nhiều trong cái này, và có thể từ đó chúng ta phát sanh điên đảo, phát sanh điên đảo tưởng, rồi phát sanh ngã mạn, phát sanh đủ thứ pháp. Bởi sao? Bởi vì tri kiến, sự hiểu biết của mình quá thấp, không đủ để mà xử lý những cái tình huống mà bất chợt nó xảy ra trong lúc mình hành thiền. Cũng giống như mình chạy xe, ra chạy, leo lên xe chạy mà mình không học được, mình không có học về luật, không có học về căn bản về lái xe, vân vân, thì khi chúng ta bắt cái xe là mình chạy là chắc chắn lát có chuyện gì đó, là mình không có biết cách để mình xử lý được cái tình huống, mà mình không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra, lúc đó mình phải giải quyết như thế nào. Thì đây là vấn đề là đơn giản nói về xe, nhưng mà trong cái về cái pháp hành này kinh khủng lắm quý vị. Vô hành rồi mình thấy càng, ví dụ quý vị mà hành xe chơi thì không nói gì, mình hành kiểu mình thành tàn ngày nửa tiếng, tiếng hồ chơi thôi không sao. Nhưng mà khi mình đi vào mà chuyên môn á, tức là chúng ta hành mà rồi coi như là kia là dùng chỉ là miên mật, hành liên tục từ sáng cho tới tối trước khi ngủ, ta gọi là hành 24/24 liên tục. Mà nếu mà quý vị không có pháp học thì coi như là chết á, mình hành lát là mình đi luôn, mình thành là kêu là tổng quả nhập ma, là cái chỗ là tại vì chúng ta lầm tưởng từ cái giả mà thành cái thật, mà cái tâm mình nó ma lắm, cái tâm mình nó kinh khủng lắm, vậy tâm mình nó gạt mình dữ lắm, nó ở tình huống nào nó cũng gạt mình đó, nó kêu là giống như là ma dương phá, nhưng mà thực sự phải tại vì cái trí của mình nó không có, cái sự hiểu biết của mình về cái pháp nó không có, thành ra mình cứ bắt thấy những cái trường hợp là lạ xảy ra phát sanh, rồi mình tưởng đó là thiệt, mình tưởng đó là chân là thật, thực sự nó là giả hết. Ngay cả chúng ta học chúng ta thấy khi mà cảnh nó đến một cái là quăng ra cái nó bước qua tục đế liền, nó bước qua tục đế, tức là hàng mấy trăm ngàn lộ tâm là nó qua tục đế. Mà khi nó qua thực tế, mình bắt cảnh thực tế thì là chúng ta bắt cảnh giả, là chúng ta bắt cảnh thật. Cho nên đây là cái vấn đề mà cái sự lợi ích của chúng ta khi mình học vi pháp học về, nhất là lộ trình tâm này một cách chính xác. Chúng ta hiểu về tâm sở, hiểu về sắc pháp như thế nào. Và quan trọng nữa là khi chúng ta hành, thì cái lộ trình tâm nó phát sanh, nó đi theo đó là lộ sắc nó đi theo luôn. Sắc pháp nó sanh đồng, sanh chung, nó song song như vậy. Nó chỉ chậm hơn lộ tâm mình 17 sắc na thôi. 17 lần như vậy thôi. Thành ra như vậy cái tâm sanh sắc pháp cũng sanh luôn, mà mình không biết trời đất vậy đây. Mình cứ tưởng là mình ngon, mình này cái nọ, nhưng mà không phải. Nó sanh ghê gớm lắm, cái sự diễn tiến của cái thân ngũ uẩn này của mình nó kinh hoàng lắm. Nó nhiều cái mà là ngoài sức tưởng tượng của con người phàm phu tục tử của mình. Nếu mà không có cái pháp học thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị rơi vô cái sự mê lầm, sự chấp lầm lên. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải biết. Và khi học cái này quý vị chịu khó đọc đi đọc lại, mình chiêm nghiệm ha, xong xuôi thẩm thấu, xong mình ôn bài này xong, khi mà cảm thấy mình đủ sức rồi đó, cảm thấy mình có được cái vốn căn bản rồi đó, quý vị đi vô pháp hành, học xong đầy đủ cơ bản rồi đó, mình đi vô pháp hành.
Khi mà quý vị đi vô pháp hành rồi mình mới thấy cái vấn đề nó như thế nào. Mình bỏ hết, người ta nói là vô pháp hành rồi mình dễ biết hơn. Hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, vô dài, biết dài, vô ngắn, biết ngắn. Đơn giản, mình thấy nó đơn giản vậy ha. Nhưng mà không đơn giản chứ nào. Bởi vì khi chúng ta thở vô, thở ra, cái là bao nhiêu chuyện nó phát sinh trong đó đó. Mà nó bắt đầu nó dẫn mình đi tùm lum tà la. Cho nên mình không biết á. Giống như mình mò kim đáy biển ha. Đi càng tập, mình càng bị lún sâu vô. Càng tập, mình càng bị mê chấp. Rồi cái sự việc nó sẽ đưa đến cái hậu quả thì chúng ta sẽ biết là nó không có đơn giản chút nào. Và chúng ta cũng nhận thấy rất là nhiều người bị vấn đề này. Đi chưa tập thì mình còn là người, nhưng mà tập thời sao, tập thời gian xa cái mình thành tiên hết trơn. Lên cõi trời hết, ai cũng tưởng mình lên trời. Thì đó là cái vấn đề mà bị cái tri kiến sai lệch, cái sự hiểu biết sai lệch đưa chúng ta đi đến cái sự thất bại. Mà trong cái thất bại đó mình không biết mình thất bại mới là cái đau khổ. Bởi vì người ngu mà không biết người mình là ngu á. Trong kinh Đức Phật dạy người ngu mà không biết mình ngu á thì người đó thuộc về đại ngu. Mà người ngu mà biết mình ngu á thì từ đó mình mới từ từ mới có trí tuệ được. Cho nên trong cái vấn đề người ngu không biết mình ngu tức là mình không biết mình đang ở đâu. Mình cứ tưởng là mình ngon không. Là chính vì do đó chúng ta chết. Chúng ta chết là chết mà không kịp biết là mình chết vì lý do gì. Và tu tập mà đưa đến cái tình trạng mà rơi trong bốn đường ác đạo thì cái chuyện này quả thật là đau khổ. Mà mình không biết mới khổ vậy. Nhưng mà khi mình biết rồi mình thấy thì nó là như vậy. Bởi vì mình tu sai lệch tri kiến, mình điên đảo, mình bị chấp vô tà kiến mà bị tham ái nó dẫn dắt. Mà mình không hay. Tham tà kiến nó phát sanh, nó đưa mình đi vào trong cái ngõ cụt và chúng ta sẽ chết vì cho do chính vì sự ngu dốt của chúng ta. Cho nên đây là cái vấn đề mà không ai mà giúp mình bằng chính tự mình. Mình tự thắp đuốc mình đi, mình học hỏi vững chắc rằng mình hãy đi vào phần, còn không cái sự đau khổ nó lớn là chỉ có mình chịu thôi chứ không ai chịu cái gì. Thà mình không tu, mình cứ học pháp, mình nghiên cứu kinh điển này kia, vậy mà nó còn tốt lợi ích, nó đem tới thiện pháp nhiều. Còn mà khi mình đi vô pháp hành rồi là mình phải cần phải có một cái bản đồ rất là vững chắc, chứ nếu không nó tai hại lắm. Và cái tâm mình nó ghê lắm, tâm mình nó vô hình vô tướng mà. Nó phát sanh, nó suy diễn, nó làm đủ thứ chuyện trên đời ha. Nó xúi dục, nó làm đủ thứ cách, nó biến hiện, nó làm tạo những cái cảnh giả để cho chúng ta bị rơi vào cái sự mà tâm lạc, sự đau khổ. Đó là vấn đề hôm nay chúng ta học tới đây là đủ ha. Mỗi một tuần chúng ta học từng phần chút chút để chúng ta thấm nhuần giáo pháp. Nó là giống như thành trang, cái tư trang riêng cho mỗi người. Ai mà có sự cố gắng học hỏi, có sự hành trì đúng đắn thì lợi ích sẽ đem đến cho chính họ. Đó là cái vấn đề như vậy. Rồi hôm nay phước báo chúng ta học đến đây là vừa phải lẽ. Do phần phước này nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sáng lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Ba mươi tuổi sắp ba măng gà lăng ra khăn tuổi sắp ba đê và ta sắp ba bột ta nụ pha quê na sa đa so thi pha văn tu tê. Ba mươi tuổi sắp ba măng gà lăng ra khăn tuổi sắp ba đê và ta sắp ba thăm ma nụ pha quê na sa đa so thi pha văn tu tê. Bao tu sắp tham ăn lăng rắc khăn tu sắp đề và ta sắp sang kha lu pha về na sa đa sa thi pha văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Rồi mời MC lên đọc bài kinh hồi hướng nha. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe Phá chí là nó hoàn thành.
Dạ thầy Ba Tạ Sanh Thú Na Ra Hòa Chi Niệm Tu Bề Kha Rề Bồ Thi Kha Rề Ta Hình Ta Hình Ta Tham Hoa Ta Nè Na Hòa Hòa Tu Phù Chi Ta Sot Thình Ka Lò Tề Tha Vi Hà Ra Mạn Ta Lệ Tề Ra Cha Mắt Chà Na Hoa Kà Cha Vinh Kha Bồ Sa Ra Mi Kà Đà Na Ba Tì U Ma Sa Kà Gà Ma Cha Đề Sa Ni Gà Ma Cha Sa Ra Sa Ma Na Phu Ta Chú Khi Ta Ma Wa Tu Tê Cha La Phu Cha Ye Bi Cha A Na Ra Sa Ma Wa Sa Che Da Cha Pa A Tha Vô Ma Pa Di Ka Ni Gà Ni Ka A Pa Ma Wa Ra Ba Di Te Sa Pe Di Tu Kha Sa Ka Ro Tu Sa Kha Yang A Tu Chi Rang Sa Pan A Ho Ho A Ma Tha Ra Cha Tu Tu Ka Ra Sa Kho Ho Tu Sa Ma Go Va A Tha Ya Cha Ni Ta Ya Cha A Me Ya Kha Tu Sa Tha Mo Ma Ma Cha Vi No Thình sa ma cuối ngày già dân bao đi về dòng trên chiến khu sở ca ma ca ta tăng kỷ niệm ca về na hòa trà ma na sa di a sê chú ra tăng ca tăng về sắc ta ca san đồ a thi về cha sắc ta a san ni no các đà lạt quân nhé a lạt mê hằng sắc đề a di a hòa tu đề đề tăng các tăng chư quý đi tăng như thế nào quân nhé a lạt mã già di sa ta tha na cha đàn tí đề hòa gắn tòa như về đã dục sắc đề lô cảm như về sắc ta chi quan ta hà ra hệ tu cả ma luân nhằng cô cha nằng sắp về tất hàm tu má má về ta xà tí vì đồng quan tâm hệ đà nằng sọt cái hệ quan quan hồ nằng vì đồng hồ tu su ki ta hồ nhà ta yô vì đồng hồ nhà Ti đàng hồ tu su ki ta hồ tu nha ta yo ni đàng đô nha ti đàng hồ tu su ki ta hồ tu nha ta yo sa tu sa tu sa